dành cho những ai quan tâm biết đến. Tôi là một học sinh xuất sắc và định bị nhắc ở trường tôi. Một ngày rất bận rộn đối với tôi và cả buổi tối nữa. Một hôm, tôi đã làm bài thi xong và đã nộp cho giáo viên và chờ kết quả chấm bài. Tôi rời phòng của mình mà không đóng cửa. Sau đó, tôi ra ngoài và nói chuyện với một số người xung quanh. Khi tôi quay lại, thiên bác của tôi đã biến mất. Tôi không thể tưởng tượng được nó đã mất ở đâu. Tôi có đi quanh để hỏi có ai lấy thiên bác của tôi không? Bạn có lấy thiên bác của tôi không, Tobias? Tôi có lấy đâu bạn? Này, bạn có lấy thiên bác của tôi không, Frederick? Không, bạn. Lea có thấy thiên bác của tôi không? Không có đâu. Sau khi hỏi một số người xung quanh, tôi đã bất lực và trở về phòng của mình. Ngày hôm sau, một số người đi tìm chiếc thiên bác của tôi, nhưng cũng không thấy. Một thời gian sau, tôi xác nhận với giáo viên rằng tôi đã mất thiên bác của mình. Thời gian trôi qua khoảng 11 tháng để tìm nó. Nó đã trải qua những đợt mưa bão và tất nhiên có tuyết nữa. Một hôm, cô bạn Lily đi ngang qua có cái gì bao phủ quần jean xanh bên ngoài. Bên trong là thiên bác của tôi. Nó đã bị dính đầy bụi bặm nhưng nhận thấy nó vẫn ổn. Lily đã đưa thiên bác cho tôi. Tôi mang nó về phòng và cắm nguồn điện vào nó. Khi tôi mở máy ra, nó vẫn mở một cách bình thường. Mọi dữ liệu vẫn còn ở đây. Tôi đã thở phào nhẹ nhõm cả người. Cảm ơn thiên bác.